Hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay tiếp tục sẽ có một cái update mới nữa. Vừa mới update thôi, một con thần thú mới. Con thần thú này có tên là Hoa Nữ Tình Nương. Cái dàn thần thú ở các bản update sau này thì các bạn sẽ được làm quen với chúng nó, về tạo hình chúng nó kiểu không còn gọi là thú nữa, nó thiên về người hơn rồi các bạn. Mặc dù là thần thú nhưng mà kiểu toàn tạo hình giống người thôi. Ở bản Việt Nam thì chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với những con thần thú đầu tiên rồi thì phải. Đó là con gì nhỉ, trong cái event đắt kỷ ấy. Ừ đấy, đấy là con đầu tiên đấy, và bây giờ chúng ta sẽ được gặp những con sau nữa. Rồi ok, đi vào kỹ năng của con thần thú này. Chúng ta sẽ, con này tên là Hoa Nữ Tình Nương đấy. Kỹ năng của nó là Bất Văn Điệp Vũ, một con thần thú trị liệu nhóm đấy. Kỹ năng của nó như sau: vào giây thứ 0 và giây thứ 10, nghĩa là vào trận phát là kích hoạt luôn này, và ở giây thứ 10 sẽ có tỷ lệ 50% xóa bỏ toàn bộ những cái trạng thái đóng băng của tất cả tướng của phe ta đấy. Nhưng mà thì mệnh 0 giây mà vào trong trận thì làm gì đã có con nào có đóng băng mà nó xóa bỏ ta, mệnh vào phát xóa bỏ luôn nữa. Bên kia kích đóng băng chắc phải nhanh lắm đấy. Chắc cũng phải dùng thần, chắc cũng phải dùng con thần thú thì có kỹ năng đóng băng, vào trận đóng băng luôn thì nó, con này nó vào trận nó hóa giải luôn chứ, thì mệnh 0 giây thì làm gì đã có cái gì mà hóa giải. Rồi mỗi giây, ây à, mỗi giây sẽ hồi phục 320% HP cho hai tướng có HP thấp nhất phải ta. Wow, cái này hồi phục lạ nha. Hồi phục 320% HP. 320% HP này không phải là HP tối đa, chắc chắn HP tối đa không thể nào có cái lượng hồi phục lớn như này được. Cái này nó có lẽ sẽ là hồi phục bằng 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 HP của, có thể là của con thần thú này. Một là nó sẽ hồi phục HP của con thần thú này, hoặc là hồi phục cái ở mấy cái chỗ này khó hiểu lắm nhỉ. 320% HP, nếu như không có chữ tối đa ở đây là không phải có chữ tối đa rồi. Không biết là nó hồi phục hội, cái này khả năng cao là hồi phục theo chỉ số HP. Nghĩa là theo cái chỉ số HP, chỉ số thuộc tính gốc của tướng. Nhưng mà quan trọng là nó lấy cái chỉ số đấy là lấy của ai, lấy của nó hay là lấy của con tướng được trị liệu. Ở cái này hoang mang này. Hoang mang này, đấy. 320% HP. Hồi phục 320% HP. Mà cái số lượng HP nó hồi phục nhiều thế nhỉ? 320 lận ạ. À? Cao thế nhỉ? Chả khác thì có thể hồi phục có khi đầy mẹ luôn chứ nhỉ? Nhiều thế. Ghê vậy. Ở thì mình cho này khó hình dung nhỉ? Cái này ông nào có thể hiểu hiểu được một tí không? Tôi thấy nó cứ sai sai ở đâu ấy. Mỗi giây thì mày lại còn mỗi giây nữa. Ôi ảo ma nhở. Lại còn mỗi giây hồi phục. Mẹ chắc chắn là không sai. 320, check lại tướng cái nào. 320 không lệch được. 320% HP cho hai tướng có HP thấp nhất phe ta. Đồng thời sẽ tăng 50% miễn thương duy trì 6 giây. Cái đoạn hồi phục kia tôi thấy là nó bá đấy. Nhưng mà anh em có thể hình dung cái hồi phục kiểu gì không? 30% nhân với HP, hay là hồi phục 30%, 320% HP cho tướng. Có hiểu nhỉ? Ok, tôi bỏ qua. Anh em đoạn nào lấy anh em tự phân tích thôi, chứ mình chỉ dịch thôi, chứ còn phân tích sâu thì chưa được test đấy, cũng không biết được. Đồng thời sẽ tăng 50% miễn thương. Ây à, 50% miễn thương. Duy trì trong vòng 6 giây, con này bút bá thế nhỉ? Mỗi lần hồi máu có 20% tỷ lệ xóa bỏ đóng băng cho tướng được trị liệu. Có nghĩa là cái hồi máu bên trên các bạn, nó gọi là khả năng cao là cái nội tại dưới này sẽ bù cho cái nội tại bên trên à. Nghĩa là cứ mỗi lần nó hồi máu thì sẽ có 25% tỷ lệ xóa bỏ cái đóng băng trên người con tướng đó. Hay là cái nội tại này là sẽ nội tại dành cho toàn team luôn. Nghĩa là team ta cứ mỗi lần có con tướng nó được trị liệu thì sẽ có khả năng xóa bỏ. Ồ, địch mệnh. Kỹ năng con này nó chung chung quá này, cũng hơi khó để giải thích. Đấy, anh em có kiểu hiểu hiểu kiểu ý ý ý của tôi. Một là nó sẽ xóa bỏ khi mà con thần thú này kỹ năng hồi phục bên trên. Hai là khi mỗi lần một tướng bất kỳ ở trong phe ta nhận được trị liệu thì nó sẽ có 25% tỷ lệ xóa bỏ trạng thái đóng băng của con tướng đó. Ừ, khả năng cao vậy. Gây 50% sát thương phép lên tất cả các tướng địch mỗi giây. Sát thương hơi thấp nhưng mà thì mày cũng gây được là cũng ngon đấy. Giảm 10% tốc đánh.
và tăng 20% sát thương phải chịu trong vòng 6 giây. Ấy à, con này tính ra ok thế nhở, có hồi phục này, hồi phục lớn luôn đấy, hồi phục lớn này, có bút miễn thương này, xong rồi xóa bỏ hiệu quả bất lợi này, xong rồi lại còn gây sát thương mặc dù nó không nhiều lắm, xong rồi giảm tốc, xong rồi tăng sát thương cho tướng địch phải chịu. Ấy à, gắt phết nhở. Ồ đi mấy con tướng mẹ đa dạng. Nhưng mà tôi đang thắc mắc là tại vì sao cái nội tại đóng băng này của nó được dùng nhiều những chiêu thức của con này nhỉ, xóa bỏ nội tại đóng băng. Chả nhẽ cái meta sắp tới của game nó sẽ thiên về đóng băng nhiều à? Hiệu hiệu quả đóng băng sẽ rất là nhiều ấy. Cái con này kỹ năng chỉ định thẳng vào mục, chỉ định thẳng vào cái khống chế là đóng băng luôn chứ không phải là chung chung nữa. Nghĩa là khả năng cao cái hiệu quả đóng băng sau này sẽ được dùng khá là nhiều đấy các bạn ạ. Càng đét. Rồi ok. Nói chung mà đọc kỹ năng của con tướng này thì tôi cũng hơi băn khoăn. Thứ nhất là băn khoăn về khả năng hồi phục. Không biết là nó lấy cái 320% HP này lấy là kiểu lấy của ai? Lấy của nó à? Lấy HP của nó à? Hay là lấy của tướng được trị liệu? Hay là nó là dạng hồi phục kiểu gì? Khó hiểu. Đấy. Tiếp theo là cái hồi máu. Cái mỗi lần hồi máu thì sẽ xóa bỏ đóng băng này. Đấy, nó cũng hơi chung 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 một tí. Mình cũng không biết là hồi máu là chỉ tính cho con cho cái hồi máu nội tại của nó hay là tính hồi máu cho bất kỳ cái hiệu quả hồi máu nào ở trong team. Đấy, hai cái thắc mắc của mình thôi. Rồi ok, còn bây giờ thì có lẽ là để cho anh em sẽ tự phân tích và tự đưa ra quan điểm của mọi người về kỹ năng của con thần thú này. Còn bây giờ thì xin phép kết thúc video ở đây thôi. Xin chào và hẹn lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and